Nguyễn Phú Trọng hay không Nguyễn Phú Trọng? Hiện đang có nhiều tin tức trái ngược về việc ông Trọng có còn ở lại trong tứ trụ sau đại hội 13 hay không. Một số người trong giới thảo tin trên mạng đồn rằng chức danh tổng bí thư đảng đang có cơ hội chi điều cho ba người. Ông Trần Quốc Vượng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Nguyễn Xuân Phúc, còn ông Nguyễn Phú Trọng thì sẽ về hưu. Nhưng cũng có đụng đoán trái ngược cho rằng ông Trọng sẽ lại lãnh đạo thêm một thời gian nữa. Vì cho rằng ông Trần Quốc Vượng người được đồn đoán nhiều nhất rằng sẽ thay ông trọng, không đủ bản lĩnh để lãnh đạo đảng. Ông Nguyễn Phú Trọng, năm nay 76 tuổi, bắt đầu nắm chức vụ cao nhất của đảng từ năm 2011. Ông thuộc thế hệ các lãnh đạo trưởng thành trong chiến tranh Việt Nam nhưng lại không tham chiến. Có nhiều người không ưa ông, đặt hổn danh cho ông, nhưng nếu ta nhìn lại thì vai trò của ông trọng rất lớn trong suốt 10 năm qua và có thể là ông đã bắt đầu những vận động ngầm trước đó. Nếu ông Lê Duẩn là người đóng dấu ấn Việt Nam Cộng sản trong những năm cuối chiến tranh lạnh, ông Võ Văn Kiệt là người đưa Việt Nam trở lại với tình trạng bình thường hơn, thì ông Nguyễn Phú Trọng là người lèo lái đảng Cộng sản Việt Nam qua một giai đoạn phức tạp của nó với thành phần cốt cán đa dạng hơn, với ý thức hệ Cộng sản đã nhạt nhòa trong nhiều đảng viên. Các đảng viên thời ông Trọng không còn dùng ý thức hệ để tranh đoạt quyền lực, mà là các dự án đầu tư và đô la khác với ông lê duẩn có vốn liếng chính trị là chiến tranh việt nam khác với ông võ văn kiệt có vốn liếng là cú đột phá kinh tế ông nguyễn phú trọng phải từng bước xây dựng phe phái và sự ủng hộ một cách tiệm tiến vượt qua mặt những đối thủ sừng sỏ như nguyễn tấn dũng trương tấn sang trần đại quang ông trọng có hai chủ bài để lên đến đỉnh cao quyền lực lá bài thứ nhất làm đóng vai người sạch sẽ ít nhất tới giờ này chưa thấy cáo buộc kèm bằng chứng khả tính nói rằng ông Trọng tham nhũng. Lá bài thứ hai là những bài đọc diễn về chủ nghĩa cộng sản của ông, giống như ông kẹ hù dọa những cán bộ nhũng lạm thời nay, ù ù cạc cạc về các thứ chủ nghĩa. Với hai lá bài đó, cộng với sự khéo léo am tường, cách dịch chuyển quyền lực giữa các viên chức trung ương và địa phương, đôn trọng đến đỉnh cao quyền lực, điều khiển rất nhiều người sau 10 năm cầm quyền của ông ta vẫn còn ngạc nhiên. Dưới sự lãnh đạo của ông Trọng, đảng Cộng sản Việt Nam thanh trừ phe phái bằng chiến dịch chống tham nhũng mà nhiều người tung hô ca tụng ông, gọi ông là người đốt lò vĩ đại của đảng. Nhiều người phê bình rằng công cuộc đốt lò vĩ đại này của đảng chỉ là cái cớ để ông Trọng diệt các đối thủ chính trị. Rõ ràng nhất trong cuộc đấu của ông với ông Nguyễn Tấn Dũng đầy hỉ nộ ái ố. Điều này là chắc chắn với chế độ đảng trị độc tôn và sự bí ẩn không bao giờ minh bạch của chính trị Cộng sản. Mặt khác, cũng phải nói rằng công cuộc đốt lò công trọng giúp làm dân chúng hài lòng, xả xúc pháp bực tức của họ đối với bộ máy quan liêu nhũng lạm. Có thể nói rằng ông Trọng thành công trong việc cứu đảng của ông ấy. Thế nhưng, việc ở lại nắm quyền khi đã quá tuổi của ông Trọng trong nhiệm kỳ hiện tại cũng như việc ông nắm luôn chức chủ tịch nước sau khi ông Trần Đại Quang qua đời, chứng tỏ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam lâm vào sự khủng hoảng lãnh đạo hay nói đúng hơn là thiếu những người có thể dung hòa các phe phái nhông trọng đang làm mô hình gom hai chức danh tổng bí thư và chủ tịch nước chưa được quyết định rõ ràng việc khiêm nhiệm của ông trọng chỉ là một giải pháp tình thế vì hiện không có ai cả ông trọng đã rất tích cực đưa những người mà theo ông là sạch sẽ thăng tiến trong đảng với hình ảnh tiêu biểu nhất là ông trọng nắm tay ông trần quốc vượng dung văn dung vẻ trước bàn dân thiên hạ. Một loạt lãnh đạo cốt cán, chỉ chuyên đảng cũng được vào bộ chính trị trong thời gian ông Trọng cầm quyền, như các ông Trần Cẩm Tú, Phan Đình Trạc, Nguyễn Xuân Thắng, vân vân. Nhưng trường hợp công Trần Quốc Vượng cho thấy, các cán bộ chuyên đảng cũng rất khó lòng đương đầu quản lý các tai sừng sỏ, nắm nguồn lực kinh tế quốc gia, các địa phương rất đa dạng, cân bằng các vùng miền khác nhau. Như vậy, ông trọng đã cứu được đảng của ông ta nhưng sự tồn tại của đảng lại có vẻ như đang gắn liền với sự tồn tại của chính bản thân ông trọng